chiều nay nhìn mẹ gầy hơn trước, xe sắt lòng con lắm mẹ ơi. Có cảnh đau lòng nào hơn khi nhìn người mẹ kính yêu của mình đã bao năm một thân chăm sóc đàn con dại, nơi sức khỏe mẹ hao gầy theo năm tháng, khiến lòng con mang không ít nỗi buồn. Và nỗi buồn đó được tác giả Dũng Kiều gửi gắm qua bài thơ Thương Thời Khốn Khó Mẹ Tôi. Mời các bạn lắng nghe qua phần trình bày của nghệ sĩ Ngọc Sang. Chiều nay nhìn mẹ gầy hơn trước, xé sách lòng con lắm mẹ trước, xe sắt lòng con lắm mẹ. Mười bảy tuổi làm dâu nhà nội, mẹ tảo tần sớm tối phần sớm dạy dâu, một sương hai nắng mẹ đâu quan gì. Ba bỏ mẹ ba đi biển biệt, cõi âm dương nhật nguyệt đôi đường. Bỏ mẹ ba đi biên biệt, cõi âm dương nhật nguyệt đôi đường. Nói sao cho hết đoạn trường, ôm đàn con dài khỏi hương thờ chồng. Lẽ thế những ngày rong đói khổ tiếc trời mưa, chén chao cầm mẹ run trong chiếc áo tơi, liêu xiêu gồng gánh cuộc đời nuôi con. Đêm trăng trọc đâu ngon giấc được, mẹ sợ mình lỡ trượt đôi chân. Đàn con từ cổ vô thân, về đâu giữa chỗ phong trần. Chứ về đâu giữa chỗ phong trần mồ côi. Một thân mẹ trời.
núi đàn con cũng sánh kịp. Rằng dầu thiếu dầu vơi đói cho sạch nếp rất thời thơm thân hỡi. Bóng chiều xuống núi cùng gân nguyện cầu cho mẹ vàng phân yên mãn, yên bóng chiều xuống núi cũng gần nguyện cầu cho mẹ vàng phân